Xin chào các bạn, một giải pháp trọn vẹn về quản lý bán hàng, tính tiền, quản lý kho hàng thì gồm những cái gì? Thì đây là một cái minh họa. Đầu tiên là cái phần mềm quản lý bán hàng của Dân Trí Shop. Cái thứ hai là ở đây là máy quét mã vạch. Đây là máy quét mã vạch Honeywell của Mỹ, có chức năng bắn đa tia. Và đây là máy quét mã vạch đơn tia. Cái thiết bị thứ ba các bạn cần quan tâm đó là cái máy in hóa đơn. Cơ bản một giải pháp quản lý bán hàng sẽ gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là phần mềm quản lý bán hàng Dân Trí Shop. Thứ hai là máy quét mã vạch. Thứ ba là máy in hóa đơn. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực ví dụ như thời trang thì cần thêm cái dòng máy in gọi là máy in barcode. Thì cái dòng máy in barcode ở đây thì nó có thể kiêm cả hai cái nhiệm vụ, có thể vừa in barcode vừa in hóa đơn. Còn đối với phần mềm quản lý quán cà phê, quán ăn, nhà hàng, quán karaoke, pizza thì chỉ cần hai cái yếu tố. Một là phần mềm Dân Trí Shop và hai là máy in bill. Tôi đã giới thiệu sơ qua về giải pháp tổng thể quản lý bán hàng